sáng nay phát biểu chỉ đạo hội nghị toàn quốc triển khai nghị quyết 20 của Bộ Chính trị khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng, trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị xã hội và phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh ghi nhận những bước tiến bộ trong công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian qua, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế yếu kém của công tác này. Hiện nay, diện bao phủ bảo hiểm xã hội còn thấp, việc tổ chức thực hiện các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn nhiều thiếu sót, tình trạng doanh nghiệp nợ và trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn nhiều. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết của Bộ Chính trị, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị các tỉnh, thành ủy, trung ương và địa phương cần tổ chức học tập quán triệt nghị quyết tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc các cấp, nhanh chóng hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồng chí cũng lưu ý phải nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác thực hiện các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và bảo hiểm xã hội ở các cấp trong việc thực hiện các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo nghị quyết của Bộ Chính trị, đến năm 2020, cả nước sẽ có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế.